Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả, có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung." Na-a-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng: "Đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này thế này." Vua Syri đáp: "Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel." Vậy Na-a-man đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel. Thơ rằng: "Khi thơ này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Na-a-man, đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thơ này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người." Khi vua Israel đọc thơ rồi liền xé quần áo mình và nói rằng: "Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta." Khi Elishe, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: "Cớ sao vua xé quần áo mình? Na-a-man hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri." Vậy Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Elishe. Elishe sai một sứ giả nói với người rằng: "Hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch." Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: "Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung." Abana và Bạc Ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: "Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch." Người bèn xuống sông Giô-đanh và tắm mình 7 lần theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ. Na-a-man với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Elishe mà nói rằng: "Bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tớ ông." Nhưng Elishe đáp rằng: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng, ta chẳng nhậm gì hết." Na-a-man ép nài Elishe nhậm lấy, nhưng người từ chối. Na-a-man bèn tiếp rằng: "Tuy chẳng nhậm lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi. Vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va. Song, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều này. Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rimmon đặng thờ lại, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ Rimmon. Vậy, khi tôi quỳ lại trong đền thờ Rimmon, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông."
Elise đáp với người rằng: "Hãy đi bình yên." Khi Naaman đã lìa khỏi Elise đi cách xa xa, thì Gehazi, tôi tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: "Kìa, chủ ta có dâng thứ cho Naaman người Syria, không nhậm lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người." Vậy Gehazi chạy theo sau Naaman. Naaman thấy Gehazi chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe đi đến đón người và hỏi rằng: "Mọi việc đều bình an chưa?" Gehazi đáp: "Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng, hồi nãy có hai người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến. Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo." Naaman nói: "Xin hãy nhận lấy hai ta lân." Người cố nài, đoạn để hai ta lân bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đi trước mặt Gehazi. Lúc đã đến trên gò, Gehazi lấy các bao khỏi tay hai đầy tớ và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về. Người bèn ra mắt Elise chủ mình. Người hỏi rằng: "Ớ Gehazi, ngươi ở đâu đến?" Người thưa rằng: "Tôi tớ thầy không có đi đâu." Nhưng Elise tiếp rằng: "Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn olive, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao? Vì vậy, bệnh phung của Naaman sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời." Gehazi đi ra khỏi Elise, bị tật phung trắng như tuyết. Chương 6. Các môn đồ của những tiên tri nói với Elise rằng: "Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi. Xin để chúng tôi đi đến Giô-đanh. Ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi." Elise đáp: "Hãy đi." Một người tiếp rằng: "Tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tớ thầy." Người đáp: "Ta sẽ đi." Vậy người đi với họ. Đến Giô-đanh, họ khởi đốn cây. Nhưng có một người đang đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: "Ớ Chúa tôi, than ôi, tôi có mượn nó." Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: "Nó rớt ở đâu?" Người chỉ chỗ cho. Elise bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên và biểu người ấy rằng: "Hãy lấy nó đi." Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó. Vả vua Syria giao chiến với Israel. Người thương nghị với các tôi tớ mình mà rằng: "Ta sẽ đóng trại ta tại nơi nọ nơi kia." Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Israel rằng: "Khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ kia, vì dân Syria phục tại đó." Vậy vua Israel sai người đến nơi mà người Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước. Người giữ lấy mình tại đó chẳng những một hai lần. Lòng vua Syria bối rối về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình mà nói rằng: "Các ngươi há không tỏ cho ta ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel?" Một người trong những tôi tớ thưa rằng: "Ôi vua chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise, tiên tri trong Israel, tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình." Vua bèn bảo rằng: "Hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người." Có người đến thuật cho vua rằng: "Kìa, người ở tại Đô Thang." Vì vậy vua sai ngựa xe và một đạo binh rất đông đến Đô Thang. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đang vây thành. Người nói với Elise rằng: "Hỡi ôi chúa, chúng ta sẽ làm sao?" Elise đáp rằng: "Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó." Đoạn Elise cầu nguyện mà rằng: "Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được." Đức Giê-hô-va mở mắt người ra,
thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elishe. Quân Syria kéo xuống nơi Elishe. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: "Xin Chúa khiến mắt quân ấy bị đuôi mù." Đức Chúa Trời bèn khiến chúng đuôi mù theo như lời cầu nguyện của Elishe. Đoạn Elishe nói với chúng nó rằng: "Đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành. Hãy theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm." Rồi người dẫn chúng nó đến Samari. Khi chúng nó đã vào trong Samari rồi, Elishe cầu rằng: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho chúng nó thấy." Đức Giê-hô-va bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Samari. Vua Israel thấy chúng nó thì nói với Elishe rằng: "Hỡi cha, phải đánh chúng nó chăng? Phải đánh chúng nó chăng?" Elishe đáp rằng: "Chớ đánh. Những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu tù, vua há đánh sao? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu để cho chúng ăn và uống, rồi trở về cùng chủ mình." Người bèn bày tiệc lớn cho chúng nó. Khi chúng nó đã ăn uống rồi, người tha cho chúng nó đi. Chúng nó bèn trở về cùng chủ mình. Từ đó về sau, những toán quân Syria không còn loáng đến địa phận Israel nữa. Sau các điều đó, Ben-Hadad, vua Syria, nhóm cả đạo binh mình đi lên vây thành Samari. Trong Samari đang có sự đói kém lớn lắm. Thành bị vây hãm lâu ngày, đến đổi một cái đầu lừa bán 80 siếc lơ bạc và một góc tư ô phân bồ câu bán 5 siếc lơ bạc. Khi vua Israel đi ngang qua trên tường thành, có một người đàn bà kêu người rằng: "Ôi vua chúa tôi, xin cứu tôi." Vua nói: "Nếu Đức Giê-hô-va không cứu ngươi thì ta lấy đâu đặng cứu ngươi? Bởi sân đạp lúa hay là bởi nơi ép rượu sao?" Vua lại rằng: "Ngươi có chi?" Nàng thưa rằng: "Đàn bà này nói với tôi rằng: hãy cho con trai chị, hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi và ăn. Ngày mai tôi có nói với người rằng: hãy cho con trai chị hầu chúng ta ăn nó. Nhưng người có giấu con trai mình." Khi vua nghe lời của người đàn bà này thì xé quần áo mình. Bây giờ người đang đi ngang qua trên tường thành, dân sự xem thấy người phía trong mặc cái bao sát vào thịt mình. Vua la lên rằng: "Nếu ngày nay đầu của Elishe, con trai của Sa-phát, hãy còn ở trên vai nó, nguyện Đức Chúa Trời xử ta cách nặng nề." Elishe đang ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Elishe nói với các trưởng lão rằng: "Kìa, hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta, khá coi chừng." Vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xô đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao? Người còn đương nói, chúng thấy sứ giả đến. Vua cũng đến nói với Elishe rằng: "Tai nạn này đến bởi Đức Giê-hô-va. Vậy ta còn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va làm chi?" Chương 16. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng môn đồ rằng: "Người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng: ta nghe nói về ngươi nổi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa." Người quản gia tự nghĩ rằng: "Chủ cấp chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà." Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu?" Trả lời rằng: 100 thùng dầu." Quản gia nói rằng: "Hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó viết mau, 50. Rồi hỏi người kia rằng: "Còn ngươi mắc bao nhiêu?" Trả lời rằng: 100 hộp lúa mì." Quản gia rằng: "Hãy cầm lấy tờ khế và viết 80.
chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy, nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền bạc, nghe mọi điều đó bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời dân mà thôi. Từ đó, tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm. Ai cưới đàn bà bị chồng đẻ thì cũng phạm tội tà dâm. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazaro trong lòng người bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazaro phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Chương 17. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng môn đồ rằng: Không thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được, song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dù trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần, và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Các sứ đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi. Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn,
thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng, chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, trải qua bờ cõi xứ Samari và Galilê. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng: Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giêsu nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của Con Người mà không thấy được. Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây hay là Ngài ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ. Vì như chớp nhán lòe từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì có người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con Người. Người ta ăn, uống, cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu, và nước luộc đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày Con Người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà say chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Thi Thiên 105. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài. Khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca. Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài. Hãy khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài. Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham là kẻ tôi tớ Ngài. Hỡi con cháu Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm, các dấu kỳ và đoán ngữ mà miệng Ngài đã phán. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Sự đoán xét Ngài ở khắp trái đất. Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn đời, tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, đã thề cùng Y-sác, định cho Gia-cốp làm luật lệ và lập cho Israel làm giao ước đời đời, mà rằng: Ta sẽ ban cho ngươi xứ Canaan là phần sản nghiệp các ngươi. Lúc ấy họ chỉ là một số ít người, không đông đảo và làm khách lạ trong xứ, đi từ dân này đến dân kia, từ nước này qua nước khác. Ngài không cho ai hà hiếp họ,
Ngài trách các vua vì cớ họ mà rằng: đừng đụng đến kẻ chịu sức dầu ta, chớ làm hại các đấng tiên tri ta. Ngài khiến cơn đói kém giáng trong xứ và cất hết cả lương thực. Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Người ta cột chân người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng, cho đến ngày điều người đã nói được ứng nghiệm: lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. Vua sai tha Joseph, đấng cai trị các dân giải tha người. Vua lập người làm quản gia, làm quan cai trị hết thảy tài sản mình, đặng mặc ý người trói buộc quần thần và lấy sự khôn ngoan dạy dỗ các trưởng lão. Bây giờ Israel cũng vào Ai Cập, Gia-cốp ngụ tại trong xứ Cham. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự Ngài thêm nhiều, khiến họ mạnh mẽ hơn kẻ hà hiếp họ. Đoạn Ngài đổi lòng người Ai Cập, đặng chúng nó ghét dân sự Ngài, lập mưu hại các tôi tớ Ngài. Ngài sai Môi-se tôi tớ Ngài và A-rôn mà Ngài đã chọn. Trong xứ Cham tại giữa Ai Cập, hai người làm các dấu kỳ và phép lạ của Ngài. Ngài giáng xuống sự tối tăm và làm ra mờ mịt, còn họ không bội nghịch lời của Ngài. Ngài đổi nước chúng nó ra máu và giết chết cá của chúng nó. Đất chúng nó sanh ếch nhiều lúc nhúc, cho đến trong phòng cung thất vua cũng có. Ngài phán bèn có ruồi mòng bay đến và muỗi trong các bờ cỏ chúng nó. Thay vì mưa, Ngài giáng mưa đá và lửa ngọn trong cả xứ. Ngài cũng hại vườn nho và cây vả, bẻ gãy cây cối tại bờ cỏ chúng nó. Ngài phán bèn có châu chấu và cào cào bay đến vô số, cắn xả hết thảy cây cỏ trong xứ và phá hoại bông trái của đất chúng nó. Ngài cũng đánh giết hết thảy con đầu lòng trong xứ, tức là cả cường tráng, sanh đầu của chúng nó. Đoạn Ngài dẫn Israel ra, có cầm bạc và vàng, chẳng một ai yếu mọn trong các chi phái của Ngài. Ai Cập vui vẻ khi dân Israel đi ra, vì cơn kinh khủng bởi Israel đã giáng trên chúng nó. Ngài bủa mây ra để che chở, và ban đêm có lửa soi sáng. Chúng nó cầu xin, Ngài bèn khiến những con cuốc đến, và lấy bánh trời mà cho chúng nó ăn no nê. Ngài khai hòn đá, nước bèn phun ra, chảy ngang qua nơi khô khác nào cái sông. Vì Ngài nhớ lại lời thánh Ngài và hồi tưởng Abraham là kẻ tôi tớ Ngài. Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn hở, dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận. Ngài ban cho họ đất của nhiều nước, họ nhận được công lao của các dân, hầu cho họ gìn giữ các luật lệ Ngài và vâng theo những luật pháp Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng,
và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.